Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vân Trang thay áo mới cho cơn ngơi khủng ở quê, chuẩn bị đón Tết. Vân Trang hiện đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã danh nhân Hữu Quân cùng ba ái nữ. Sau phim Dù Gió Có Thổi sở hữu khối tài sản khủng, bao gồm nhiều biệt thự và khu du lịch sinh thái rộng 50.000m2 ở Tiền Giang. Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2023, nữ diễn viên đã trang hoàng cho cơ ngơi tại quê nhà, chuẩn bị đón xuân về vân trang có cuộc sống viên mãn và giàu sang bên ông xã và ba ái nữ vân trang sử dụng màu đỏ là chủ đạo để trang trí cho cơ ngơi rộng năm mẫu đất tại tiền giang mỗi góc trong khu du lịch đều mang hơi thở mùa xuân đầy vui tươi và ấm áp dù được bày trí khá đơn giản nhưng không gian lại không kém phần sang chảnh yên bình hình ảnh vân trang diện váy đỏ khoe làn da trắng sáng vóc dáng nụt nà sau khi sinh ba con cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vân trang khoe nhăn sắc mẹ ba con rạng rỡ tại cơn ngơi khủng ở quê cơn ngơi rộng năm mẫu đất của vân trang được trang trí màu đỏ nổi bật dù được trang trí đơn giản nhưng không gian vẫn tắt lên sự sang chảnh không gian đầy yên bình mang đậm hơi thở của mùa xuân hình ảnh lung linh của nơi đây vào buổi chạng vạn Mảnh đất rộng 50.000 50 m2 này hiện đang được vân trang kinh doanh du lịch. Không gian được xây dựng cực ấm cúng, phủ kín nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên. Gia đình nữ diễn viên cũng thường xuyên về đây nghỉ dưỡng. Cư ngơi rộng 50.000 50 m2 của Vân Trang, ở tuổi 32, dù đã hạ sinh ba con nhưng Vân Trang vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung rạng rỡ. Nữ diễn viên rất thường xuyên tập luyện thể thao để giữ được vóc dáng nụt nà. Hữu Quân rất yêu thương Vân Trang, đồng hành cùng cô trong những dịp quan trọng. Vân Trang ngày càng lên hương nhan sắc sau khi sinh con, gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên, cặp song sinh đáng yêu của Vân Trang và Hữu Quân. Cuối năm 2022, vợ chồng Vân Trang gây sốt khi khoe tậu một ngôi biệt thự mới, không gian được thiết kế vô cùng hiện đại. Thông thoáng, có cả sân vườn và tầng thượng rộng lớn. Cặp đôi đổi nơi ở là vì muốn các con có điều kiện phát triển tốt hơn. Không gian căn ngơi mới của Vân Trang cực hiện đại, sang trọng. Phòng ngủ cực rộng lớn của vợ chồng nữ diễn viên, biệt thự có sân vườn rộng, trồng nhiều cây xanh. Khu bếp tiện nghi thỏa mãn nhu cầu nấu ăn của sao phim dù gió có thổi. Trước đây vợ chồng Vân Trang cũng sống trong một căn biệt thự sang trọng. Xinh đẹp và tài năng, Vân Trang hiện đang có cuộc sống viên mãn. Đây là năm thứ hai gia đình nơi diễn viên đón Tết bên cặp song sinh. Chính vì thế vợ chồng cô luôn chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo